Rồi xin giới thiệu luôn, đây là cái khu sở chết mỗi tối của mình. Đầu tiên là cái hồ bio pháp mình hay quay lại cho mọi người nghe. Cái tiếp là cái hồ này, mình lọc mà cá lóc. Hiện tại mình chỉ nuôi không đình thôi. Còn đây hồ thủy sinh bị điều hại. Còn đây là cái tội heo nước, mình đón 800 con, giờ đi còn mấy chục con thôi. Rồi kế tiếp là cái hồ bán cạnh mình nuôi cua mà mất luôn hai cua rồi. Rồi còn đây là cái hồ cái hổ. Còn đây là cái tội cá gì mình tập riêng đây. Rồi tụi nó tiếp tục thẻ lần thứ nhất nọ rồi còn đây là cái hồ cá chép sư tử sáu con chết hết ba con mà mình đã anh em biết trước đây là con cá lóc sống chung với con ngân long mà mình tắt riêng ra đó anh em mình đã tiêu tốn hết bao nhiêu cho cái gốc xả chết này <laughs>